À, em Nguyễn Thái Dương xin chào tất cả quý cô bác anh chị nhé. Thì một số anh chị cũng có bình luận ở trên cái video của em, một số những video là trồng 10 cây bồ kết, 20 cây bồ kết mà nó không ra quả một cây nào. Thì nhiều khi các bác lại nghĩ là cái thứ nhất là do cái thổ nhưỡng của chỗ nhà mình nó không hợp với cây bồ kết. Và khi các bác thấy là nó ra hoa rất là sai nhưng mà lại không đậu được quả thì lại có một cái suy nghĩ nữa là nó là tại cái thời tiết là nó không đậu được quả, nhưng mà không phải nhé. Trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn, em sẽ chia sẻ cho các bác là lý do tại sao mà những cái cây bồ kết của bác không ra được quả. Thì bên cạnh em đây là một cây bồ kết thực sinh. Cây bồ kết thực sinh có nghĩa là cây bồ kết được trồng từ hạt của quả bồ kết gieo lên và mình mang ra mình trồng. Đấy, cây này nhà em không phải là em trồng, mà trong cái quá trình mà em làm bầu cây ở đây này, chỗ làm những cái bầu cây giống bồ kết như thế này thì nó sẽ rơi vãi ra một hai cái hạt, xong nó thành nên thành cái cây bồ kết thực sinh như này. Xong em cũng tiếc em không chặt bỏ đi, vẫn chưa ghép, thì em cũng để luôn để sau này cũng là một số những cái nguồn nguyên liệu để quay video cho các bác xem. Thì cũng chia sẻ cho các bác là cái cây bồ kết nó ra hoa và không ra, rất sai hoa mà lại không đậu quả, cái thứ nhất này. Cái thứ hai là không ra hoa, không ra quả mà chỉ ra gai thôi. Thì giới thiệu các bác đấy là cái cây bồ kết đực nhé. Mà cái tỷ lệ cây đực của cây bồ kết nó lên tới 70% và trên 70%. Đấy, khi các bác trồng rõ ràng là lấy từ mỗi cây bố mẹ rất là sai quả này, rất mẩy, rất đẹp, sau đó về bóc hạt ra, mình ươm lên cây bồ kết, sau đó mình trồng ra mà nó lại không ra quả. Thì các bác nghĩ là do cái thổ nhưỡng nhưng mà không phải đâu nhé. Lý do ở đây chính là do cái cây bồ kết này nó có tỷ lệ cây bồ kết đực rất cao. Đấy, nó lên tới 70% là tỷ lệ là cây đực. Mà cây đực thì nó không ra đậu được quả thôi, nhưng mà nó lại ra hoa rất chi là sai các bác nhé. Để mà các bác trồng và phát triển kinh tế tốt thì các bác nên lựa chọn cái hình thức là trồng bằng cây bồ kết ghép. Đấy, cái cây bồ kết ghép thì nó đảm bảo luôn là cái tỷ lệ ra quả của nó là 100%, cây nào cũng ra quả mà đúng theo mắt ghép của cây bố mẹ nhé các bác nhé. Để phân biệt được cây bồ kết ghép và cây bồ kết thực sinh, đấy, thì em sẽ giới thiệu luôn cho các bác, đây là một cái cây bồ kết ghép nhà em. Đấy, cây này thì em cũng mới trồng xuống đây thôi. Đấy, các bác có thể thấy này, cây bồ kết ghép nó khác biệt với cây bồ kết thực sinh. Đấy là cây bồ kết ghép nó không hề có một tí gai nào nhé, nhá. Lý do nó không có gai ở đây chính là trong cái quá trình đi cắt mắt ghép này, ở trên những cái ngọn thì cây bố mẹ nó sai quả đấy. Thì là những cây bồ kết cổ thụ ấy, ở trên ngọn của nó thì nó không có gai. Đấy, và cắt mắt về ghép vào cây thực sinh này thì chỉ có phần dưới mắt ghép là nó ra gai thôi. Đấy, này, nó ra những cái mầm thực sinh nhỏ, nó cũng có gai đấy, chi chít gai luôn các bác nhá. Nó rất đanh đá, nó ra gai ngay từ bé. Nhưng những cái cây mắt ghép, phần mắt ghép ở bên trên thì không hề có gai. Đấy, các bác lưu ý cho em như vậy. Đấy, nhiều một số nhà vườn thì người ta ghép mà cây bồ kết nó lại ra gai từ mắt ghép ở bên trên, nó vẫn có gai. Lý do đấy là để giải thích luôn cho các bác này. Khi hai cây bồ kết như thế này, đây là hai cây bồ kết thực sinh. Đấy, một số nhà vườn người ta làm ăn nó không được uy tín thì người ta cắt luôn cái ngọn cây này và người ta ghép sang cây này. Cái thứ nhất là khi người ta cắt đây sang ghép luôn đây thì nó sẽ đảm bảo luôn là cái cành này nó vẫn tươi, nó ghép thì tỷ lệ sống nó cao. Và như vậy thì là cái mắt ghép này nó chỉ có vết ghép thôi, thực ra nó vẫn là cây thực sinh nhé các bác nhé. Để cách nhận biết thì các bác có thể nhìn xem là cái mắt ghép nó bật ra ví dụ như này, nó có gai hay không là các bác biết ngay. Đấy là cái cách phân biệt. Và cũng không phải là do là thổ nhưỡng ở chỗ các bác không trồng được hoặc là khí hậu nó không hợp, bởi vì thực tế cây bồ kết này nó là cây phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của cả ba miền. Ở trong cái quá trình bọn em đi thu mua quả bồ kết về để làm nguyên liệu thì là tất cả các tỉnh nào cũng có quả bồ kết khô và tỉnh nào cũng trồng được sai quả nhé. Không phải là lý do là do thổ nhưỡng và do khí hậu không hợp, mà lý do ở đây là nó có cây đực. Các bác lưu ý ở đây là có cây bồ kết đực. Đối với một số anh chị bán cây bồ kết giống, và ở đây em xin phép là cũng không nhắc tên đến nhà vườn nào, và khẳng định luôn được là khi các bạn chọn cây giống bồ kết thực sinh như này, có nghĩa là chọn mà cảm quan nhìn bằng mắt là có thể biết được cây nào là cây đực, cây nào là cây cái, thì thực ra là cũng một phần khả năng là do là các bác có cái trình độ kỹ thuật cao. Thực tế là nhà em làm vườn đây thì trên nhà vườn nhà em thì đối với cây bồ kết thực sinh trên nhà vườn nhà em thì gần như là không có lúc nào là dưới 1 triệu cây đâu nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy cả cái khu này và cái bãi bên trên của nhà em thì rộng gần 1 ha, thì cái số lượng cây thực sinh nhà em thì nó quá nhiều. Và thực tế em cũng đã là một trong những người đi tham khảo các cái học hỏi các cái kỹ thuật của các cô bác anh chị là các giáo sư, là các kỹ sư lâm nghiệp,
Nhưng mà thực sự mọi người cũng cho một câu trả lời, đấy là không ai có thể nhìn được bằng cảm quan mà nhận biết rõ được cây nào là cây đực, nó là cây nào là cây cái. Bởi vì nhìn như này nó chả có cái gì khác nhau cả. Cây nào ngọn cũng đỏ, cây nào lá nó cũng như nhau, tóm lại là nó cũng chả có cái gì nó khác nhau cả. Mình nhìn bằng cảm quan thì em nghĩ là nó không chính xác. Để mà chính xác nhất thì các bác có thể là lựa chọn cái cây giống bổ kết ghép để các bác trồng, thì nó sẽ đảm bảo. Cái thứ nhất là cái tiền giống nó là một phần, nhưng mà cái công chăm sóc, các bác chăm sóc nó hàng mất mấy năm rồi, ví dụ là 5-7 năm rồi mà các bác bắt đầu nó mới cho bói quả đối với cây thực sinh này, thì là các bác đã mất đi một quãng thời gian rất chi là vất vả mà mình chăm sóc vào đó. Đấy, như vậy thì là rất chi là phí công. Khi các bác trồng cái cây bổ kết ghép thì chỉ 2 năm là nó đã cho bói quả rồi, nhưng mà 2 năm là cây bổ kết ghép đã cho bói quả rồi, nó khác biệt hoàn toàn với cây bổ kết thực sinh. Các bác đã tiết kiệm được cái số thời gian rất nhiều, và cây bổ kết ghép này nó phát triển nhanh hơn cây thực sinh. Đấy, nói các bác vậy, là cây bổ kết ghép nó lên như cây bơ vậy. Đấy, các bác có thể xem những cây bơ lên như nào thì gần như là cây bổ kết ghép nó lên như vậy luôn đấy. Ngoài cung cấp cây giống bổ kết thì nhà em còn kết hợp thu mua toàn bộ số lượng quả bổ kết của bà con, rất hy vọng trong tương lai gần là có thể kết hợp và xuất khẩu cái quả bổ kết này sang thị trường nhiều nước khác. Hiện tại thì bên nhà hợp tác xã nhà em thì chỉ xuất khẩu được sang cái thị trường là thị trường của Hàn Quốc thôi. Đấy. Còn các nước khác thì nhà em vẫn chưa xuất khẩu được, cũng là lý do là một phần là cái nguồn nguyên liệu không có, không thể mua, không thể thu mua được, bởi vì thực tế em đã là người đi thu mua ở khu vực gần như là 100-200 km mà xác định mua được cây của các bác là trực tiếp bọn em đi mua luôn từ cái lúc nó ra hoa, bởi vì kinh nghiệm bọn em lên trèo lên cây mà nó đã ra hoa là bọn em nhìn được cây là số lượng quả bao nhiêu, gần như là bọn em cũng có kinh nghiệm mà lắm được. Đấy, thì nếu mà đối với các bác mình có những cái khu vực đất mình vẫn đang còn bỏ hoang bỏ trống thì các bác có thể tham khảo qua cái mô hình trồng và phát triển cây giống bổ kết để cho thu trái, có thể mang lại cái nguồn kinh tế. Hiện tại bây giờ thì quả bổ kết nó đang rất chia đắt đỏ, nó dao động từ 80-105.000 một kg bổ kết khô. Trong cái năm 2023 vừa rồi thì trực tiếp nhà vườn nhà em đi thu mua đối với những cái cân tươi thì thường là các bà con bẻ, là bà con bẻ luôn cả cành, nó có cả chùm luôn ấy. Thì gần như là 10 cân thì sẽ mất 8 lạng đến 1 cân cành rồi, mất 10% cành rồi. Và tỷ lệ như năm vừa rồi, năm 2023 vừa rồi thì em mua dao động với cân quả tươi nó dao động từ 30-45.000 một kg. Lý do là 45 và 30 nó chênh lệch là ví dụ như đầu vụ ấy, thì là rất nhiều các cái mối, các cái cô bác ngồi ở chợ, mọi người ngồi bán lẻ, người ta bán được giá cao thì là lúc thời gian đầu vụ thì là quả bổ kết nó sẽ rất đắt đỏ, bởi vì hiện tại bây giờ là hết vụ rồi, hết mùa bổ kết rồi thì là không còn nguyên liệu bổ kết nữa. Khi nó mới có quả lên, nó có được những cái thu hoạch đầu vụ thì tất nhiên nó sẽ đắt. Cái này thì nó sẽ dao động theo cái giá chợ nhau nhá. Ngoài cung cấp cây giống bổ kết ra thì nhà em còn làm các sản phẩm như là dầu gội này, hương nhang về quả bổ kết. Đấy, bác nào có nhu cầu hoặc là anh chị em nào muốn nhập xỉ thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại trên đỉnh màn hình nhau anh nhé. Tiếp tục lại cái câu chuyện cây bổ kết thực sinh. Nếu mà bác nào mà có kinh nghiệm thực sự mà các bác có thể nhìn được cây nào là cây đực, cây nào là cây gái thì trân trọng kính mời các bác lên trực tiếp nhà vườn Nguyễn Thái Dương bổ kết. Đây là cái khu vực ươm cây bổ kết thực sinh nhà em. Các bác có lên, các bác chọn cây nào cũng được. Đấy, các bác chọn cây nào cũng được. Đối với cây bổ kết thực sinh thì em bán giá rất chi là rẻ thôi. Đấy, các bác có thể chọn cây nào cũng được đấy. Cả một khu vườn như này bác cứ chọn cây nào thì chọn. Nhưng mà về cây thực sinh thì em không đảm bảo nó ra quả nha các bác nhé. Em chỉ bảo hành ra quả đối với cây bổ kết ghép thôi. Đấy. Cũng nhắn gửi tới các bác một câu nữa như này. Chúng ta không nghèo đi vì phải bỏ một cái số tiền vài chục ngàn đồng ra mua một cây bổ kết về chúng ta trồng. Cây bổ kết ghép ấy. Nhưng mà đã có rất nhiều người thành công và có những cái thu nhập đều đặn hàng năm và nhờ cái cây bổ kết mang lại. Xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào, kính chào.